Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Nhạc sĩ Phú Quang qua đời. Thông tin nhạc sĩ Em ơi Hà Nội phố qua đời khiến người hâm mộ và đồng nghiệp không khỏi xót xa. Nhạc sĩ Phú Quang đã qua đời hồi 8 giờ 45 phút sáng nay, ngày 8 tháng 12, sau gần 2 năm nằm viện vì biến chứng của bệnh tiểu đường. Thông tin được bà Trịnh Anh Thư, vợ của cố nhạc sĩ Phú Quang xác nhận với truyền thông. Được biết, nhạc sĩ lâm bệnh nặng từ giữa năm ngoái, ông phải dùng máy thở, nằm trong phòng vô trùng. Con gái ông kể trước khi mất, nghệ sĩ phải ăn qua ống sông, yếu sức nhưng ông vẫn nhận ra người thân. Hồi tháng 7, gia đình tổ chức tiệc sinh nhật cho ông vui vì nhận được quà và hoa. Trước khi nhập viện, dù sức khỏe không tốt, ông vẫn miệt mài làm việc. Ông đôi lúc đãng trí nhưng việc thường nhật, nhớ như in từng câu chuyện âm nhạc. Ông vốn không thích ai hát sai lời, nhạc của mình. Vài năm nay, sức khỏe nhạc sĩ suy yếu, hầu như năm nào cũng nhập viện 1-2 đợt. Ông được người vợ thứ ba chăm sóc tận tình, con gái đầu nghệ sĩ piano Trinh Hương và con rể nghệ sĩ violon Bùi Công Duy thường xuyên thăm hỏi ông. Ông còn con gái thứ Giáng Hương và con trai út Phú Vương. Nhạc sĩ Phú Quang sinh năm 1949 tại Phú Thọ, quê gốc ở Hà Nội, có nhà ở phố Khâm Thiên. Nhạc của Phú Quang chủ yếu là tình ca, những bài hát trữ tình viết về Hà Nội. Ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của ông, được nhiều thế hệ khán giả biết đến, chắc chắn phải kể đến Em ơi Hà Nội phố, một trong những ca khúc viết về Hà Nội hay nhất. Các sáng tác nổi tiếng của ông có thể kể đến Biển nỗi nhớ và em, Đâu phải bởi mùa thu, Hà Nội ngày trở về.